Hôm nay thì em Lê Hương đã quay này các bác nhìn này, đánh luôn một dàn những dòng xe về dòng Hyundai i10, Grand i10, nhưng ở đây tuyển tập 8 chiếc xe. Bên em Hương thì luôn sẵn rất là nhiều đầu xe i10, nhưng hôm nay thì em đã đánh được 8 chiếc xe ra này. Ở đây thì đều có màu trắng và màu bạc này, một đầu, hai đầu, sedan hay hatchback em đều có luôn nhé. Một dàn i10 giá rẻ của em Hương đây ạ. Một dòng xe dành cho quốc dân, dành cho gia đình nếu như các bác nào có đi taxi hay dịch vụ nhé. Nếu như bác nào mà đang quan tâm về một dòng xe i10 thì nhấc máy lên và liên hệ ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Còn bây giờ thì em sẽ đi trực tiếp, quay trực tiếp tình trạng của xe để khách hàng nhà mình có thể chọn cho mình được một dòng xe, một chiếc xe ưng ý với tầm tiền kinh tế gia đình nhà mình. Chiếc xe đầu tiên là chiếc xe i10 với nước sơn màu trắng đẹp, biển 37 nhé. Biển 37, nước sơn màu trắng đẹp, bản hatchback, đời 2015, bản nhập ấn, bản đủ đẹp đây ạ. Bản nhập ấn đủ đẹp đây, đời 2015 có i10 nhập ấn của em Hương đây ạ. Em này thì lên màn hình giải trí rồi, đề lỗ thông minh, ghế da hai màu bên trong cũng cực kỳ là đẹp luôn. Ghế da hai màu là đen và đỏ này. Chân da 5D cực kỳ xịn sò luôn. Với động cơ trang bị chỉ có 1.0 thôi. Chiếc i10 bản đủ của em Hương đây ạ, 2015 với giá là 255 triệu, bản một đầu hatchback các bác nhé. Từng con ốc nhỏ đẹp em cũng đều quay cho mình, zin đẹp luôn. Và khi mua xe bên em dù là chiếc nào đi chăng nữa thì em cũng đều cam kết cho mình không đâm xô và không ngập nước, hồ sơ pháp lý chủ mạ đầy đủ và cũng không có tình trạng là tranh chấp giấy tờ. Và cam kết không đâm xô rồi và vẫn giảm giá thêm, thương lượng nọc lá thêm cho khách hàng nào mà quan tâm về bất kỳ một dòng xe i10 nào ạ. Biển 37, số sàn bản đủ có i10 đây ạ. Grand i10 form dáng hatchback nhỏ xinh. Thì hôm nay là em Hương quay một dàn rất là dài nên em chỉ quay qua thôi. Bác nào mà thật sự thiện chí thì cứ kết nối Zalo, em sẽ tư vấn cho mình. i10 của em Hương đây các bác nhé, bản đủ đây ạ. Bản đủ sẽ có phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, tối khí an toàn, đề lỗ thông minh. Đây, cảm biến phía sau xe là bốn mắt cảm biến, có phần tắt bật cảm biến nhé. Đây ạ, đây là bên trong khoang nội thất, khoang nội thất của chiếc xe i10 đời 2015 bản đủ. Ốp hết tay nắm cửa rồi. Một dàn la răng các bác nhìn này, la răng hợp kim đẹp, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ, xi nhan trên gương. Vừa rồi thì em đã quay được một chiếc xe i10 nhá, đời 2015 bản đủ, giá chào bán 255 triệu. Em này là bản hatchback này. Tiếp theo bên đây cũng sẽ là một chiếc xe Grand i10. Em này là đời 2014. Đời 2014 với giá là 195 triệu. Còn đây là chiếc xe i10 nhập Ấn Độ, số sàn động cơ trang bị 1.0. Em này thì đời 2014 và em Hương đang chào giá với cái bán là với cái giá bán là 195 triệu đời 2014 ạ. Nước sơn màu trắng đẹp, xi nhan chân hông đèn là đèn halogen. Và em này thì cũng lên bộ mâm rồi. Bộ mâm đúc thể thao đẹp, một dàn lốp còn dày dặn nhá. 195 triệu đời 2014 có Hyundai i10. Nội thất bên trong hai màu sạch sẽ gọn gàng rồi. Trần lỉ nguyên zin, có bọc ni lông sạch sẽ nhá. Em này thì vẫn là màn hình bé thôi, không phải là màn hình cỡ lớn, nhưng máy số cực kỳ ngon luôn. Phía dưới có thảm rối rồi, à có thảm cao su lon sạch sẽ, dễ vệ sinh. Đây ạ, máy số ngon, táp ly cửa cũng không hề nhá. Táp ly cửa không hề bị đâm xô hay chạy lại gì đâu ạ. Bốn cánh cửa đều là cáp ni zin luôn. Gương kính thì cũng cam kết liền đời theo xe luôn cho mình. Một dàn lốp còn rất là dày dặn đẹp đây ạ. Một chiếc xe Grand i10 đời 2014 và giá chào bán chỉ có 195 triệu thôi. Những bác nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại ở dưới cái bài viết ngày hôm nay của em Hương. Em Hương sẽ tư vấn gửi hình ảnh video chi tiết nhất cho khách hàng nhà mình. Ghế đây, các bác nhìn này, ghế da cao cấp căng mọng luôn. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa. 195 triệu đời 2014 cho chiếc xe i10 của em Hương nhé các bác nhé. Em này thì là bản thiếu nên là chưa có túi khí an toàn cũng như là tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Thay cho em một chiếc xe máy đi ạ. Tiếp theo bên đây là một chiếc xe i10 đời 2016 thì em này cũng là bản đủ đẹp đấy ạ. i10 bản đủ đẹp đời 2016 nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0, số sàn đầy đủ cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Đèn pha phía trước cũng là đèn halogen, ốp hết cả phần đèn pha là gì ạ? Có ốp mạ chrome cao cấp rồi, một dàn lốp dày dặn đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng, gương kính cụp chỉnh điện, xi nhan trên gương. Em này là bản đủ các bác nhá. Thế rồi em này lại để chìa khóa ở bên kia là không mở bên trong nội thất rồi. Em này thì với trang bị đầy đủ cho em này, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu, nghe gọi trên vô lăng rồi. Bản đủ thì sẽ có bốn mắt cảm biến va chạm phía sau đây ạ.
cảm biến va chạm phía sau bốn mắt có cam lùi luôn. Với một dàn xe i10 này, mức tiêu hao nhiên liệu nếu như đi đường kết hợp chỉ 6-7 lít thôi, còn đi trong ngoài đô thị thì bao giờ cũng sẽ là 5 lít nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, không đâm xô và không ngập nước. Đấy là cam kết mà khi mua xe bên Nam Hương đây ạ. i10 2016 bản nhập khẩu, bản đủ, động cơ trang bị 1.0, giá chào bán là 268 triệu số sàn nhập khẩu ạ. Còn bên đây là một siêu phẩm nữa đây, một chiếc xe i10 đời 2015, cũng là động cơ trang bị 1.0 và lước sơn màu trắng đẹp, xi nhan kết hợp chân hông đèn halogen. Em này thì vẫn là la răng nguyên bản nhé. Động cơ 1.0, máy số thì cực ngon luôn. Chính tay em Hương là người đi bắt chiếc xe này, bác chủ cũ điện cho em Hương, chỉ em Hương mới bán thôi. Đây ạ, đây chính là bên trong khoang nội thất của xe kết hợp cho em này. Trần da 5D xịn sò, ốp hết cái này là phần là giả gỗ này, điều hòa mát lạnh luôn. Em này với giá là 218 triệu, i10 đời 2015, lên màn hình cỡ lớn rồi. Màn hình cỡ lớn, keo chỉ zin đẹp luôn. i10 2015 với giá 218 triệu, tay lắm cửa, ốp hết mạ chrome cao cấp rồi. Ở phía dưới có thảm rối cực kỳ sạch sẽ luôn, hai hàng ghế gọn gàng sạch sẽ. Khoang hành lý thì cũng không phải bé đâu, với dòng hatchback thì cũng không quá bé đâu nhá. Đây ạ, đây là bên ngoài của chiếc xe i10, trang bị động cơ 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu, đi cực nhàn luôn. Và đi với cái chiếc xe này thì đi rất là dễ đi, vì nó nhỏ gọn, dễ lái này. Cung đường nào mà nhỏ quá thì mình vẫn có thể căn chỉnh được. Đây ạ, đeo chỉ zin cả bốn cánh cửa luôn, sơn zin trắng đẹp xinh xắn như thế này. Màn hình giải trí cỡ lớn rồi, vô lăng đây, bọc hết vô lăng rồi. Em này với giá 218 triệu zin đẹp luôn, máy số zin, sơn zin đẹp, tư nhân sử dụng. Em Hương đang bán là 218 triệu cho chiếc xe i10 đời 2015 bản nhập khẩu. Bản này là bản là nhập khẩu Ấn Độ nhé, số sàn, động cơ 1.5, 218 triệu. Còn bên đây thì còn có một chiếc xe i10 biển 34 với lớp sơn màu bạc đẹp, lên đèn bi salon, đèn gầm đầy đủ cho em rồi, xi nhan trên gương. Nhưng chiếc xe i10 này sẽ là chiếc xe i10 số tự động nhé, với động cơ trang bị 1.0, bản nhập Ấn số tự động, lên hết đèn bi salon rồi các bác này, đèn bi salon. Và em này là màu xám ạ, một dàn nốt còn rất là dày dặn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Mâm thể thao này, xi nhan trên gương này. Giá chào bán cho chiếc xe i10 bản đủ số tự động 320 triệu cho chiếc xe i10 của em Hương, đời 2015, giá 320 triệu, trần lỉ nguyên zin. Màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm, nghe gọi, tăng giảm âm lượng trên vô lăng, đề lỗ thông minh, ghế số tự động đây, ghế da cao cấp nhá, hình quả chám như thế này. Bên trong nội thất này, đấy, phần này là màu đỏ này, cánh cửa đều là keo chỉ zin luôn. Nhìn chiếc xe rất là cứng cáp luôn. Số tự động thì sẽ nhàn cho mình hơn khi các bác đi nhá. Dù là vợ chồng hay là ai, đều là bằng B1, B2 thì đều có thể đi chung được. Đây là một chiếc xe rất là tiết kiệm và kinh tế đấy ạ. Một là dàn lốp rất là dày dặn luôn. Bản đủ phía sau sẽ có cho em bốn mắt cảm biến va chạm. Và em này thì cũng có luôn nè, cam lùi đầy đủ rồi, đèn báo rẽ gạt chắn mưa, đèn hậu phía sau thiết kế đây, cực kỳ khác biệt luôn đúng không ạ? Một bác chủ cực kỳ ăn chơi luôn. Dàn lốp dày dặn, dàn lốp dày dặn, ghế da đây các bác nhé, thảm phía dưới, thảm cao su luôn, cực kỳ sạch sẽ luôn, dễ vệ sinh nữa các bác nhé. Hai cánh cửa trước thì có phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Đây là phần tắt bật cảm biến này. i10 số tự động đây ạ, i10 số tự động đẹp. Giá chào bán 320 triệu. Đời 2015 số tự động nhập Ấn đây ạ, biển 34 nhá. Bác nào mà cùng tỉnh của em Hương thì quá là ok luôn. Vừa rồi thì em đã quay được 5 chiếc xe rồi. 5 chiếc xe i10 rồi, tiếp tục bên đây đây ạ. 5 chiếc xe vừa rồi là i10 số sàn số tự động nhưng bản hatchback. Thì ngay bây giờ em sẽ lên liên tiếp 2 chiếc xe i10 số sàn bản sedan 2 đầu các bác nhé. Đây là một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu đời 2016 bản nhập khẩu đây ạ. Động cơ trang bị 1.2 sedan 2 đầu. Nếu như mà đi gia đình hay các bác có thể chạy dịch vụ thêm, hoa cưới hỏi thêm rất là ok luôn. Dàn lốp dày đẹp, la răng nguyên bản, xi nhan trên gương, ốp hết mạ chrome, tay nắm cửa, đèn pha phía trước và đẹp chân kính rồi. Nội thất bên trong cũng cực kỳ sạch sẽ luôn. Chiếc này thì em đã lên video chi tiết riêng rồi đấy ạ. Hầu như những chiếc xe ở đây em đều lên video chi tiết rồi. Hôm nay em sẽ quay để khách hàng nhà mình có muốn xem xe hoặc là muốn sự lựa chọn tầm kinh tế bao nhiêu thì em sẽ quay một video chi tiết như thế này. Bên em rất là nhiều xe i10 luôn, còn rất là nhiều xe nhưng mà hôm nay em sẽ đánh tạm cho 8 chiếc thôi. Đây là bản sedan 2 đầu các bác nhé, 255 triệu i10 2 đầu, nước sơn màu trắng đẹp.
cam lùi đầy đủ phía sau, cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản này, lốp còn rất là dày dặn luôn. Tay nắm cửa lẹp chân kính vì chắn mưa có hết rồi. Keo chỉ zin không đâm xô và không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ cho mình. Hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ luôn nhé, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa đây ạ. Một chiếc xe i10 bản sedan 2 đầu đời 2016, 255 triệu động cơ 1.2. Em Hương đang bán 225 triệu. Bên cạnh chiếc xe i10 sedan màu trắng thì em còn có một chiếc xe i10 bản sedan màu bạc hơn nhé. Biển này cũng là biển 34 nhưng em này là bản đủ ạ, bản đủ này. Em này thì có đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ rồi. Một dàn lốp rất là dày dặn luôn, phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước, xin ngan trên gương. Tay nắm cửa ốp mạ chrome cao cấp rồi. Lẹp chân kính này, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa, khi mở cửa nó sẽ cảnh báo luôn như thế này. Ghế da đây, căng mọng luôn. Ghế da căng mọng, trần nỉ nguyên zin, màn hình giải trí đề lộ thông minh. Chiếc xe i10 này của em Hương là đời 2016 bản đủ và giá chào bán là 289 triệu. Những cái giá này mà em nói ra, em đều cam kết là sẽ thương lượng thêm cho mình, cũng như là nếu bác nào cần em rút hồ sơ thì em sẽ rút hồ sơ cho các bác, nhà mình đi đỡ phải vất vả nhá. 2016 bản đủ bản sedan đây ạ, biển 34 Hải Dương. Mức tiêu hao nhiên liệu của bản sedan với bản đủ nó chỉ chênh nhau 1 lít trên 100 km thôi, nó vẫn là dòng trong cái dòng cốc mà siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và cuối cùng trong dàn i10 giá rẻ, chất lượng ok nhất của em Hương thì là một chiếc xe i10 bản hatchback biển 88 nhé. Chiếc xe i10 của em Hương này là đời 2017 ạ, đời 2017, số tự động đẹp. Chiếc xe i10 màu trắng của em Hương, động cơ trang bị 1.25, đời 2017, nhưng em này không phải là bản lắp ráp trong nước đâu ạ, mà em này là bản số tự động đẹp nhé các bác nhé. Bản số tự động đẹp, lên màn hình OLED cỡ lớn rồi, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. 365 triệu đời 2017 cho chiếc xe i10 màu trắng của em. Xin nhan trên gương, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa. Một dàn lốp dày dặn, la răng 4 chấu dạng phay nhé. La răng 4 chấu dạng phay, cảm biến va chạm phía sau đầy đủ rồi. Biển 88 Vĩnh Phúc, động cơ trang bị 1.2. Phía sau thì có cho em mắt cảm biến va chạm và cam lùi. Đây, một dàn lốp dày dặn. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa, máy số zin đẹp luôn. Số tự động đẹp, đi cực kỳ nhàn cho em. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này. Keo chỉ zin đầy đủ cho em luôn. Đây ạ. Thảm phía dưới là thảm rối nhé, cực kỳ xịn sò luôn, vừa sạch sẽ này. Phím mở một chạm này, xin ngan trên gương dàn lốp đây ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một dàn i10 giá rẻ đây. Cho những bác nào đang quan tâm về chiếc xe i10 của em Hương, số tự động có, số sàn có, hatchback có, sedan có này. Giá chỉ loanh quanh từ hơn 200 cho đến hơn 300 triệu thôi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, kết nối Zalo cho em có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn về dàn xe i10 bên em Hương nhé. Và bây giờ thì em xin phép được dừng video ở đây. Quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em, cam kết là không đâm xô, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ ạ. Và đừng quên 11:30 các ngày trong tuần em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.